Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh truyện Lòng Tiếng Video này sẽ tiếp tục cái tập 2 của bộ truyện Ta Trời Sinh đã là nhân vật phản diện Mọi người xem truyện vui vẻ Thanh ca, cha biết con có ý gì dịp trần Nhưng với tình huống bây giờ thì... Con biết rồi, so với lợi ích mà vị công tử kia đưa đến Một dịp trần sao có thể bị được Ai... À... Dạ, không có việc gì nữa. Thanh ca đi hỏi thăm vị kia một chút. Sự việc thăm dò được đến đâu rồi? Công tử quá nhân liệu sử như thần. Thái huyện các thủ gọi tô thanh ca qua, nói ra hết nỗi khổ tâm trong lòng. Oh. Thái huyện các vợ nay đã ngoài mạnh trong yếu rồi người mạnh nhất là Thái Thượng Trưởng Lão, thực ra thì đã tạo hóa từ 300 năm trước rồi, chỉ là bây giờ bên ngoài vẫn chưa biết thôi. Vì vậy công tử ngài, bây giờ chính là chỗ dựa mà bọn họ cần nhất. Ngoài ra, thê tử của Thái huyện các chủ lại là quý nữ của Thượng Giới, năm đó lại bị bắt trở về Thượng Giới rồi. Hắn cũng muốn dựa vào sự dây buộc giữa ngài và Tô Thanh Ca, từ đó tìm ra thông tích của vợ mình. Bị ta đoán trúng rồi, được rồi, bây giờ thì đi giám sát cái tên Diệp Trần ở trong lâu khi cho ta. Công tử hình như rất hứng thú với cái tên Diệp Trần đó hả? Trên người hắn ta có dựng khí rất lớn, có thể là cơ duyên giữa hắn và ta. Lão đầu thó rồi. Ai... Kẹp ở giữa hai tên có dựng khí cao, đúng là không thể dễ động tay mà, thực tế có chút khó nữa nhân vật cấu trường ca thân phận đồ đệ chân truyền của đạo thiên tiên cung thể chất huyết mạch ma tam đạo cốt tu vi thánh chủ cảnh đỉnh phong công pháp thần thông đạo thiên sơn cung vạn hóa quỷ thân thiên phú thôn thiên ma công điểm thiên mệnh 550 điểm khí vận 40 mua bán hệ thống điểm thiên mệnh đạt đến 1.000 mới bắt đầu chúc mừng hoàn thành ngày đầu tiên vả mặt thành công vượt qua kỳ tân thủ đạt được phần thưởng hòa tân thủ chúc mừng ký chủ đã đạt được phá vượt phù một ngũ sắc pháp y một tàn phá tam phần chi nhất thế giới chúng tử một cái tàn phá thế giới chúng tử này là gì vậy sau khi luyện hóa thế giới chúng tử có thể dưỡng nội thể qua một dạng thế giới tạo hóa bất thức tự thành sinh tử Hả? Thú vị? Thể nội tự thành thế giới sao? Nếu là chúng tử của thú tự thế giới Thì thế giới này còn có người có thể giết ta sao? Hệ thống, thêm điểm cho ta Tu vi, thánh chủ cảnh đỉnh phong Công pháp thần thông Đạo thiên tiên điển, thôn tiên ma lực Điểm sinh mệnh 560 Khí vận 40 điểm Mua bán hệ thống đạt đến 1.000 thiên Khi, khi, tức mạnh mẽ từ đâu đến vậy? Đây là vị đại nhân nào vậy? Cái này... <laughs> Nhìn dáng vẻ bây giờ của ngươi đi Đổi một góc độ khác mà nghĩ Cố trường ca trầm ổn Thực lực lại mạnh Cái gì cũng hơn với Diệp Trần nhiều Ta và ngươi Một xác nhưng hai linh hồn Ta biết ngươi câm miệng hấp đại năng thánh chủ phong hầu phong vương hư thần đây chính là thực lực của phong hầu cảnh sau trong thời gian ngắn đem đến cho ta nhiều thiên phú đồng thời cũng đẩy ta tiến bộ một bậc quả hóa nhiên khủng bố đó thần thông đạo thiên tiên điển thôn tiên ma công điểm sinh mệnh không khí vận bốn mươi mới đột phá một tuần thôi mà đã tiêu hao nhiều điểm sinh mệnh vậy rồi xem ra cái giá của công pháp này khá cao nha thôi vậy dù sao cũng có hệ thống mà sau này sẽ nâng cao điểm thiên mệnh sau <laughs> diệp trần à diệp trần mặc dù dáng vẻ nỗ lực tu luyện của ngươi rất nhếch nhác nhưng lúc bị ta cắt rau hẹ đúng là cũng rất sảng khoái đó nha <laughs> hy vọng ngươi có thể dâng lên cho ta chút điểm sinh mệnh khi bị ta hút đến cạn kiệt thì ngày chết của ngươi cũng đến rồi rốt yeah! cuộc là chuyện gì chứ ba năm trở lại đây bất kể là gặp phải chuyện gì ta cũng biến khó thành dễ tại sao bây giờ ta lại gặp phải kết cục như thế này Cứu trường ca Điếu Trần Sư... Sư Tôn Sư Tùng Lúc trước người đi đâu vậy Tại sao không đến cứu con Lúc đó có thần niệm của một số dị dương giả tồn tại. Ta nghi ngờ tên đó có liên quan đến kẻ thù hại ta năm đó nên không xuất hiện. Nói đi cũng phải nói lại, ngươi không nên lỗ mãn như vậy. Lỗ mãn sao? Lẽ nào người cũng muốn con buông tay Tô Thanh Ca ra sao? Tư chất của cô ấy là... Chuyện này con phải suy tính lâu dài. Lai lịch của cố trường ca rất khủng bố, mà phía sau còn có thế lực chống lưng nữa, tuyệt đối không thể đụng vào. Hơ, vậy thì như thế nào chứ? Chỉ là khí giận của con nhất thời bị ngừng lại mà thôi. Không biết tự tìm sai trong sự lộ mãn của mình để khắc phục bản thân. Tâm lý như vậy quá không thành thục rồi. Nhiệm vụ bây giờ là giúp con thoát khỏi khốn cảnh. Ta có thể cảm nhận được trong địa lao này có không ít cường giả. Nói không chừng còn có cách rồi Thái huyền thánh địa chỉ có thể ngồi vững phía trên Trăm năm không ngã Nói đến cùng thì cũng chỉ là các môn phái khác E ngại thực lực của Thái Thượng Trưởng Lão Nhưng người ngoài đâu có biết đâu Thái Thượng Trưởng Lão đã tọa hóa vào 300 năm trước rồi Sư Tôn Nếu như người tung tin này ra Mấy tông môn nhòm ngó lông mạch ở nơi này Từ lâu dễ tụ hội gì đây Đến lúc đó còn có thể dễ dàng thoát ra rồi nếu như vậy, Thái Huyền Thánh Địa sợ sẽ gặp phải hòa diệt môn. Dù sao bọn họ cũng cứu mạng ngươi nhiều năm. Cô mặc kệ, là bọn họ bất nhân trước. Còn chỉ khiến cho bọn họ biết rằng đắc tội Diệp Trần Con đều phải trả giá. Cơ duyên mà công tử nói chính là một sợi hồn còn sót lại của một tích nhật cường giả sau. những gì cố công tử nói thật thú vị thượng giới thực sự lớn như vậy sao <laughs> ta nói mà cố trường ca trước mắt chính là một người rất tỉ mỉ và hiểu biết mà mạnh hơn cái tên diệp trần kia nhiều thượng giới lớn hay không tự mình đi xem không phải sẽ biết sao công tử nói đùa rồi không có thần lực hư thần cảnh thì sao có thể đi qua kết giới được Ngày nay các đại cường giả của các đại thánh địa ở Đông Hoang đa số chỉ là mới đến một nửa phong hầu cảnh làm thế nào để leo lên thượng giới chứ? Hư thượng cảnh rất mạnh sao? Nếu như cô thực sự đến thượng giới, sẽ phát hiện ra là hư thượng cảnh thực ra cũng không là cái gì cả. Công tử, nếu lỡ thượng giới, người có thể bảo vệ ta chu toàn không? Hả? Lời này có ý gì vậy? Ta, Ta biết với thân phận của ta sẽ khó mà khiến cho công tử yêu thích, nhưng Thanh Ca nguyện ý đợi công tử. Tâm tình tu Thanh Ca chuyển biến, khí vận diệp trường trực tiếp giảm 40 điểm, điểm thiên mệnh của khí chủ tăng 200. Hả? Những nhân vật có liên quan với khí dựng chi tử có thay đổi, cũng có thể hạ thấp điểm khí dựng của hắn và tăng điểm thiên mệnh của ta sao? Nếu như vậy, chuyện này lại đơn giản hơn rồi. Muốn được ta yêu thích sao? Thái độ của thanh ca thánh nữ chuyển biến cũng nhanh thật nha. Thay đổi bản thân nhanh như vậy là muốn ta tha cho dịp trần sao? Không dám. Thanh ca biết bản thân khó mà lọt vào mắt xanh của công tử được. Tất cả cũng chỉ là muốn thể hiện thành ý của ta thôi. Mong công tử đừng để ý chuyện xảy ra ngày hôm nay. Ồ oh diệp trần suy si tình với cô như vậy không tiếc mà trở mặt với thái huyền thánh địa cô lại đáp lại hắn như vậy hả chuyện của diệp trần thanh ca không thể thay đổi vì tông môn và phụ thân tất cả đều không quan trọng công tử thực ra thể chức của thanh ca là cửu âm huyền xá thể chuyện này trừ ta ra không ai biết cả Tu Thanh Ca Ca lần đầu nảy sinh tâm lý thuần phục, khí vận của Diệp Trừng giảm 40, điểm sinh mệnh của ký chủ tăng 200. Cửu ân huyền xá thể tuyệt đối là một lò luyện tư chức mà. Chủ động nói với ta, quả là đủ thành ý. Cứ như vậy, dẫn khí của Diệp Trừng đã mất đi hơn 300 điểm rồi. kết hợp với hoàn cảnh của thái huyền cát và thân phận của ta mà nói tu thanh ca ngược lại rất hiểu đại cục đúng là một người phụ nữ lý trí và thông minh <laughs> các trâu hẹ đồng thời còn được hưởng thụ đào hoa xem ra làm nhân vật phản diện cũng quá sướng mà công <laughs> công tử công tử ha à, cửu âm huyền xá thể là một lò luyện tư chất cô lại nói với ta như vậy hả? Tông môn chính là tâm huyết ngàn năm của gia tộc ta, so ra ta có đáng là cái gì? Chỉ cần công tử giúp Thái Huyền Thánh địa bọn ta thoát khỏi đáy cốc, thanh ca đồng ý hiến dâng bản thân. Ừ. <laughs> hệ thống kiểu chủ động dân đến tận cửa như vậy Lỡ như ta thịt cô ta rồi Liệu dẫn khí có bị tụt lại không vậy